Em Hoàng An xin được gửi lời chào đến tất cả anh chị quý hàng thân yêu và chào mừng tất cả anh chị đã đến với kênh YouTube An Ô Tô Cũ Bình Dương, kênh bán hàng duy nhất của siêu thị ô tô Bình Dương. Ngày hôm nay em An lại tiếp tục đưa đến chị một mẫu xe cực kỳ đẹp, một mẫu xe đã khẳng định được mình trong vòng mười mấy năm vừa qua anh chị nhá. Và sau lưng em An là một chiếc Toyota Innova 2011 số sàn. Điều đặc biệt đây là một chiếc xe chỉ có 7 chỗ ngồi thôi chị nhá, đăng kiểm chỉ có 7 chỗ ngồi. Đây là bản SR, bản cao cấp. Đấy, Innova bản SR là bản cao cấp. Đó, số sàn. Và thêm một điều đặc biệt, đây là chiếc xe mới chạy có 64.000 km. Vẫn còn vỏ theo xe anh chị ạ. Cực kỳ đẹp. Và đêm này có một cái màu, nếu mà trên cà vẹt sẽ là màu ghi xám. Nhưng mà như em An nhìn đây thì em An có thể nói là cái màu xanh, một xanh ngọc cũng được anh chị nhá. Đằng sau được trang bị hai mắt cảm biến sau. Đây. Và một em xe zin tuyệt đối từ động cơ khung gầm đến keo chỉ. Đây là bản SR. À, cái tem này tem zin nha chị nhé. Đấy, 2.0G bản SR này. Những cái cụm đèn hậu sau cũng là zin theo xe chưa thay này. Đó, rất là đẹp nhá. Xe em đã đánh bóng rửa dọn lên rồi. Đó, màu cũng cực kỳ đẹp luôn. 2011 số sàn. Và em này là một chủ mua mới từ đầu, đăng ký lần đầu là tháng 4 2011 đấy chị nhé. Đúng một chủ từ đầu. Chưa sang tên đổi biển bất cứ một ngày nào. Tuyệt vời chị ạ. Cụm đèn pha halogen, rõ ràng Innova rất là đơn giản rồi. Và có ốp đèn rồi, và đây vẫn là cái chóa đèn zin nhé. Chóa đèn zin theo xe. Dưới đèn gầm sương mù ấy chị ạ. Gầm sương mù. Và em này mới đi có 6 mấy ngàn thôi, mọi chi tiết còn hoàn hảo tuyệt đối luôn. Đó, chị thấy không? Đó. Ok. Em An đã cho chị tham quan ngay phần khoang động cơ. Đây là bản cao nhé chị nhé, bản cao cấp. Đấy, SR. Em An đóng một cái cửa, mở cái cửa, đóng cái cửa vào mà nó còn chắc lịch. Đó. Khá phí tháng 12, 2022. Đây. Đó, zin nhé. Khung xương này zin nhé. Đây là cái này chắc có thể quẹt vào cái gì đó nhẹ thôi. Cái này cấn nhẹ một cái gì đó thôi chứ vẫn zin nhé. Chưa bị làm sao luôn, chưa ra luôn. Đó, zin hết này. Đó, carbon zin luôn. Keo chỉ chuẩn này. Đó. 2011 cabo các tem zin này, này đấy, chuẩn chỉ luôn, mới đi có 60 mấy ngàn km, sợ thật, quá là đẹp đúng không anh chị, sự là quá là đẹp rồi. Đó, anh chị thấy là liền lạc không, cốc dầu đây. Đó. Các tem giấy trên mặt vẫn còn hết đây. Đó. Các ốc rồi nguyên bản hết đấy nhá, mà tuyệt đối là không cấn đụng đâm xô vào đây. Đấy, khung xương ở dưới này còn nguyên hết nhá. Đó. Tế và tân xe thì anh chị thấy là em này sử dụng bộ mâm đúc, và mâm đúc này thì vẫn chưa sơn lại luôn. Anh chị thấy là cái mâm mặc dù nó chầy này thôi, nhưng mà anh chị muốn em An sơn lại cho chị, nhưng đây vẫn là mâm zin. Đó, vẫn là zin hết nhá. Tuyệt vời luôn. Em này chỉ có thay hai vỏ trước thôi, vỏ này là đế 19 này, còn hai vỏ sau vẫn là nguyên bản theo xe. Chắc chắn thì sơn dặm thì anh chị không thể tránh được. Những cái bậc lên xuống này có hết rồi này. Đó. Rất là hay nhá. Đấy. Đây chị em An mở test cho chị cái cửa tài, cái cửa mà người ta ngồi nhiều nhất đúng không ạ? Làm gì làm nhưng cái cửa này phải ngồi nhiều nhất. Đây chị thấy là gần như là nó không bị xô rô. Nhiều chiếc xe mà anh chị mở ra như này đúng không ạ? Anh chị khác phải giữ người này. Không có tài nào, nhưng mà chiếc xe đi ít thì anh chị biết rồi. Mọi chi tiết nó còn nguyên bản, cái bản lề nó còn khít. Đây, và tất cả những cái keo chỉ là zin. À, anh chị thấy đẹp không ạ? Mới đinh, các táp bi đây. Táp bi cửa này. Đó, màu kem hết nhá, lì này. Và đây là những cái vân gỗ nhá, cửa tài auto này. Đó. Quá là mới thôi, ốp bậc lên xuống đầy đủ. Chưa có chảy xước gì cả. Đây. Và bản này đã được trang bị ghế da cao cấp rồi. Đây chị thấy là ghế da ngồi rất là êm nhá, ghế da êm lắm anh chị, xịn mà. Đó. Ở đây chỉ có chỉnh tay thôi anh chị nhá. Đấy, nút chỉnh đây. Và vô lăng 4 chấu, và chị thấy cái vô lăng này. Đó, mới khủng khiếp chưa? Cục cần số cũng rất đẹp. Đấy, chị thấy là những cái chi tiết, mọi chi tiết là nguyên bản. Đó. Đúng đồng hồ 61.000 thôi chị nhận. Đấy, em An vừa đấy nói lộn luôn. 61.000 thôi. Trần ni lông đã bọc cho chị hết rồi này. Đấy, đèn trần đầy đủ này. Nói chung là em này chỉ có 7 chỗ ngồi đấy chị. Đây.
năm sản xuất 2011 đấy, tất cả những cái bản lề này chưa tháo mở gì hết. Đó là anh chị thấy là cái độ zin mà em ăn chỉ cần mở cái cửa ra thôi. Rồi đến lúc là mà anh chị vô mà anh chị coi cái vô lăng, cái củ số thôi là anh chị cũng đủ hiểu cái xe nó đẹp thế nào rồi. Đây, vì sao mà 7 chỗ ngồi? Bởi vì cái hàng ghế trong này chỉ có 2 ghế thôi. Hàng ghế thứ hai chỉ có 2 ghế thôi anh chị nhá. Đó. Tuyệt vời chưa? Đây em ăn ngồi thử cho anh chị coi. Đây hàng ghế thứ hai này sẽ là một cái bệ tỳ tay này. Đấy, hàng ghế thứ hai chỉ có 2 ghế thôi anh chị nhá. 2 ghế thôi. Ngồi êm ái hơn nhiều ha. Đấy, chỉ có 2 ghế thôi. Tuyệt vời luôn, trần ni lông. Ở đây cũng là cái màn hình, nhưng mà cái này có khả năng là không hài, không xài được rồi, hư rồi. Đó, bỏ qua bên. Đó. Thời gian là đồ điện tử mà. Em này thì vẫn là đầu CD zin theo xe ha. Chưa có tính năng gì gọi là nổi bật. Option của Innova thì nó đơn giản lắm anh chị. Đó, ra đời những cái năm 2006 thì rõ ràng Innova bây giờ vẫn luôn luôn khẳng định được mình. Đó. Bên em ăn còn một em Innova 2018 nữa chị nhá, và đang đi đúng đồng hồ 55.000 thôi. Đó. Và đây vỏ đằng sau vẫn còn vỏ theo xe này, nên là chị thấy là cái xe này, này vẫn là vỏ theo xe hết nhá. Đó. 2011 quá là đẹp, bọng vẻ mới đinh, chưa mục mọt gì luôn. Đó. Gầm xe nhá, cho chị coi gầm xe luôn. Vỏ sơ cua này thì em ăn nhìn thấy là vỏ sơ cua này nó vẫn còn vỏ theo xe luôn đấy. Đó. Gầm bệ tuyệt đối là không cấn đụng gì nhá. À, gầm được tuyệt đối là không cấn vào những cái khung xương. Sau hai đèn phản quang, hai mắt cảm biến re sau, đó, đầy đủ hết. Gạt mưa này, đó, và nguyên cái cốp này là một cái đường mạ chrome rất là sáng. Đó. Còn trên đây thì sẽ được trang bị một cái đuôi gió, và em này đã được trang bị thêm một cái gác mùi cho những cái chuyến đi chơi mình cần để cái đồ gì đó trên đây thì cũng rất là ổn đúng không? Gác mùi rồi, đó, đây. Đây cho anh chị tham quan phần cốp sau đây. Đó, xe thì quá là mới đâu. Đó, anh chị thấy không? Hàng ghế thứ ba đây. Đó, các chi tiết ốc này. Zin hết nhá. Hai bên luôn. Đây là đèn zin này anh chị này. Đây là đèn zin nhá. Đấy. Tuyệt đối là không đụng chạm gì. Các đinh bấm ở đây vẫn là zin hết này, đinh bấm này. Đó anh chị ạ. Xe nếu mà đụng lại khi mà anh chị bị mất keo chỉ cabo cốp thì nó sẽ vào đinh bấm này. Đó, đinh bấm zin nhá. Đó. Ok. Đó, tuyệt vời luôn. Đây. Keo đây, keo chỉ cốp sau đây. Đó, rất là zin, zin tuyệt đối luôn. 2011 335 triệu cho một chiếc xe siêu cọp, kiếm đâu ra một chiếc xe đời 11. Nhưng họ chỉ đi có 61.000 km vẫn còn vỏ theo xe. Đó, đó chính là đặc cấp của siêu thị ô tô Bình Dương, luôn mang về những chiếc xe thực sự khó kiếm, thực sự khó kiếm anh chị ạ. Luôn mang về những chiếc xe không thể kiếm ra. Đây cho chị coi. Bởi vì sao? Mua những chiếc xe này thì anh chị thấy là chất lượng nằm luôn nằm ở những cái giá xe, giá trị chiếc xe. Đó. Bỏ ra số tiền để chị mua những chiếc xe chất lượng. Đó, đây. Tất cả những cái keo chỉ là zin hết anh chị nhá. Bao chuẩn, không mất một phân nào. Đó. Cái keo chỉ là cái mà rất dễ bị mất trong quá trình anh chị di chuyển, cấn đụng va chạm, nhưng cái keo chỉ mà đã không mất rồi thì khung xương chắc chắn nó phải còn nguyên bản. Đó, đây, anh chị coi là tất cả những cái chi tiết này nó sẽ phải là nguyên bản hết nhé. Chắc quá trời. Ui, chắc quá. Rồi mà đây, tháo đây luôn. Đây, đinh bấm này là zin nhé. Đó chị đây là đây. Đó, đó. Không mất một miếng đinh bấm này. Tuyệt vời luôn. Sạch sẽ và đẹp đẽ ha. Tay cửa mạ chrome sẵn rồi chị ạ. Đó. Caramel quay sát lại cho anh chị nhìn cho nó dễ ha. Đó, mọi chi tiết là nguyên bản đấy. Những cái tay cầm này là open gỗ này, rất là sạch. Và những cái miếng lỉ này chị thấy là theo thời gian nên còn đẹp này. Sạch sẽ mọi chi tiết này. Ghế đây. Đó, ok lắm anh chị. Em này thì đúng là rất là đẹp. Đây là Innova mà em ăn có nói vui với anh chị là Innova thì rất là nhiều. Nhưng kiếm những chiếc Innova cọp, những chiếc Innova mà người ta không đi kinh doanh dịch vụ thì rất là ít. Đó, anh chị ạ. Nên là không phải dễ mà anh chị mua chiếc Innova đẹp đâu. Innova ngoài thị trường thì nhan nhản ra, nhưng mà toàn là những Innova mà có thể người ta chạy rất là nhiều, hoặc có thể là người ta đổi màu, có thể là khoan đục lên form cực kỳ là nhiều.
Thì ra anh chị mua những xe đó, anh chị tất nhiên nó cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Có thể anh chị thấy cái tầm tiền đó vừa túi tiền với anh chị, nhưng anh chị mua về anh chị, thứ nhất là anh chị sẽ phải sửa chữa khá là nhiều, thứ hai là sau này anh chị có bán đi thì nó lỗ cực kỳ nhiều. Đấy. Vậy thôi, em An vừa đến anh chị có hàng thân yêu của em An một chiếc Innova 7 chỗ ngồi bản SR số sàn 2011 đi đúng đồng hồ 61.000 km còn vỏ theo xe. Và anh chị quan tâm về một chiếc xe zin đét như thế này thì alo cho em An hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để trải nghiệm. Một nữa cảm ơn chị và hẹn gặp lại chị, xin chào.